Lực lượng PC45 phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra điểm game bắn cá tại đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa do đối tượng Võ Đình Tú, 26 tuổi điều hành, thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều mã tấu. Tại thời điểm kiểm tra, 22 đối tượng đang tổ chức và tham gia đánh bạc trên các máy game bắn cá. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong các máy đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ.